Viện Hải Dương Học Nha Trang là nơi nghiên cứu về đời sống sinh vật biển lớn nhất Đông Nam Á. Nếu như bạn muốn khám phá đại dương bí ẩn và mong muốn tìm hiểu đời sống các sinh vật biển, thì hãy đến Viện Hải Dương Học tại Nha Trang nhé. Video này hãy cùng Thủy Sinh Vlog khám phá những loài cá siêu kỳ bí ở bên trong Viện Hải Dương Học. Thủy cung thu nhỏ tại Viện Hải Dương Học Nha Trang luôn thu hút những người đam mê cá cảnh. Khu nhà kính của viện là nơi trưng bày rất nhiều loại san hô tạo và đàn cá biển nhiều màu sắc. Trên phong nền xanh dương của nước biển, các gam mầm xen kẽ mà khiến cho khung cảnh thêm lung linh sống động. Chính vì thế nơi đây thu hút như một thủy cung thu nhỏ mà ai đến đều cảm thấy rất là thích thú.
thịt màu luôn mọi người.